Rồi chào anh em nha, tối nay mình lên cho anh em bộ lửa 84 FT gần nha, zin theo xe đẹp à, giá cũng ok cho anh em luôn nha. Bộ này mình bán 1.800.000 nha anh em, lửa bao zin, bao sóng, bao xài, bao cụm đèn cụm lửa nguyên zin nha, lửa 84 thớt FT gần. Rồi quay trước cho anh em cái vô lăng nha, cũng lửa 84 FT gần 1.800.000 đó nha anh em. Bộ này bán 1.800.000. Bộ lăng toàn zin đẹp không lỗi lầm nha. Nói chung là mấy cái đồ tháo xe này mình bán tùy theo cái nào mua được rẻ bán rẻ, mua cao bán cao, rồi tùy tình trạng nha anh em. Đó. Nói chung là bán mình vẫn đảm bảo đồng lời của mình thì mình bán thôi. Bộ lăng đẹp nha. Không lỗi nha. Cụm đèn cụm lửa nguyên zin, bao sóng bao xài, tàu nhanh luôn, chỉ 1.800.000 cho bộ lửa 84 FT gần này nha anh em. Anh em cần alo mình 0933 996 332.